Rất là nhiều bạn đặt câu hỏi với mình là trồng sắn bao lâu và trồng sắn dây bao lâu được thu hoạch và có vất vả không? Thì các bạn nhìn thấy không? Mọi người đằng sau mình đang rất là tấp lập, đang cân sắn. Hôm nay mình làm một cái video này để chia sẻ. Thì thứ nhất là trồng sắn sẽ rơi vào 1 năm thu hoạch mới thu hoạch được. Đầu tiên là lên ươm sắn này, lên ụ này, sau đó rồi nuôi sắn này, rồi mới thu hoạch. Và bây giờ đến là thời điểm thu hoạch. Thì một cái ụ ấy, tức là giống nếu mà những người khác mà các bạn không biết thì sẽ gọi là mộ ấy, to nhỉ, thì sẽ rơi vào tầm tùy nhá, có những ụ thì được nhiều, có những ụ thường được ít, rơi vào tầm 70 đến 200 cân các bạn ạ. Và còn tùy thuộc vào, không phải đất nào cũng trồng được, ví dụ những nơi khác thì rất là khó trồng, nhưng mà đặc biệt là người dân nơi Kinh Môn Hải Dương thì cái đất ấy nó và khí hậu phần nào rất là phù hợp với những cái cây sắn dây, vì vậy là đạt sẽ năng suất rất cao. Để mà trồng một cái những cái cây sắn dây này thì rất là vất vả cho các bà con, các bạn nhìn thấy không? Nhưng mà được cái là khi vào những cái mùa thu hoạch này thì cái không khí tất bật và vui vẻ khi mà mọi người có những cái nguồn kinh tế phần nào đó từ những cái sắn dây này thì mọi người đều rất là vui vẻ.